Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Big Bang cũng trở lại sân khấu âm nhạc K-pop với album dài thứ 3 trong sự nghiệp mang tên Mac. Bên cạnh 3 ca khúc mới, gà cưng nhà YG còn chiêu đãi fan bằng 2 MV FX Escape và Last Dance đã mắt đã tai nhờ chất nhạc gây nghiện đúng phong cách Big Bang. Dù vắng bóng khá lâu, nhưng Big Bang vẫn chứng tỏ đẳng cấp đỉnh cao khi chỉ trong vòng 24 tiếng, nhóm đã thiết lập hàng loạt kỷ lục khủng. Nhóm đã tiêu diệt tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc online Hàn Quốc, 26 lần chạm nóc Melon, trang nghe nhạc trực tuyến lớn nhất xứ Kim Chi. MV FX Escape và Last Dance lần lượt cán mốc 6,02 triệu lượt xem và 4,8 triệu lượt xem trên YouTube, đến cả việc đứng đầu bảng xếp hạng quốc tế iTunes 19 quốc gia. Đối với làng nhạc K-pop, Big Bang giờ đây được xem như một huyền thoại sống mà chắc hẳn phải rất lâu nữa hoặc chẳng có nhóm nhạc đàn em nào đủ chất để thay thế. Bên cạnh đó, Mac cũng là sản phẩm âm nhạc cuối cùng và món quà chia tay của Big Bang gửi đến các fan trước khi Top lên đường nhập ngũ vào tháng 2 năm sau. Được biết, ban đầu cả 5 thành viên có ý định nhập ngũ cùng nhau, nhưng do tái ký hợp đồng với YG nên kế hoạch này không được thực hiện. Điều này đồng nghĩa với việc phải ít nhất 5 năm nữa, người hâm mộ mới có thể lại được thấy một Big Bang đầy đủ và trọn vẹn trên sân khấu. Mặc dù các fan thi nhau đoán non đoán già ý nghĩa của Last Dance, nhưng nhóm cũng lên tiếng trấn an rằng đấy hoàn toàn không phải điều nhảy cuối cùng, mà chỉ là sự hồi tưởng những ký ức đẹp nhất của Big Bang. Các fan có thể tin tưởng vào tương lai tươi đẹp và trở lại đầy mạnh mẽ của nhóm. Hiện tại Big Bang và các fan vẫn đang ăn mừng thành quả, cũng như mong chờ sân khấu đầu tiên đầy hứa hẹn sắp tới của nhóm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.